Thưa quý vị và các bạn, tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 thì Việt Nam và Thái Lan đã cầm hòa nhau 2 đều trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Với kết quả này thì đội tuyển Việt Nam sẽ là đội gặp bất lợi ở trận lượt về. Và sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thừa nhận tỷ số này không có lợi cho Việt Nam và ông đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ khi không thể có được một chiến thắng trên sân nhà. Đương nhiên kết quả này là bất lợi. Chúng ta biết rằng với luật bàn thắng sân khách, Thái Lan là đội có lợi thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội tuyển Việt Nam sẽ từ bỏ trận đấu chung kết lượt về. Chúng tôi sẽ cố gắng giành thắng lợi trên đất Thái Lan. Với bản thân tôi, đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà với tư cách là huấn luyện viên trưởng. Tôi rất muốn thắng trận này để làm món quà vui cho người hâm mộ nước nhà. Nhưng tôi xin lỗi vì chúng tôi không đạt được kết quả đó. Tôi cảm ơn các cầu thủ. Họ đã không từ bỏ trận đấu này và nỗ lực tới giây phút cuối cùng của trận đấu. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Thái Lan đã có kết quả rất tốt tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022 khi cầm hòa Việt Nam với tỷ số 2 đều trên sân Mỹ Đình. Sau trận đấu thì huấn luyện viên Mano Polking đã dành lời khen ngợi cho các học trò cũng như nhận xét trận hòa này gần như là hoàn hảo cho Thái Lan trước trận chung kết lượt về. Các cầu thủ Thái Lan đã chơi sồng sáo. Kết quả này gần như là hoàn hảo. Đương nhiên, chưa hoàn hảo nhưng nó vẫn là một kết quả rất tốt. Thứ chúng tôi cần là tập trung cho trận đấu tiếp theo, tính toán cho trận chung kết lượt về. Hôm nay, Thái Lan tới đây với mục tiêu ghi một bàn, nhưng đã có được tới 2 bàn thắng. Đó là kết quả rất tốt. Các học trò hôm nay đã chơi tốt, họ là tương lai của tuyển Thái Lan. Các cầu thủ vẫn đang tiến bộ sau từng ngày. Trong hiệp 2, chúng tôi có bàn và đó là lý do tại sao chúng tôi tự tin tấn công hơn. Hai bàn thắng của Việt Nam đều là bóng cố định, nên việc Thái Lan là tìm ra cách hóa giải các tình huống như vậy. Thưa quý vị và các bạn, tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa 2 đều trước đội tuyển Thái Lan. Vì giải đấu năm nay vẫn giữ luật bàn thắng trên sân khách, thế nên đội tuyển Thái Lan có được lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về. Trước khi trận đấu trên sân vận động Thammasat diễn ra, nhiều kịch bản có thể xảy ra trong trận chung kết lượt về sắp tới. Đội tuyển Thái Lan đang có lợi thế lớn khi có 2 bàn thắng trên sân vận động Mỹ Đình. Vì vậy, nếu giành chiến thắng hoặc hòa đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0 đều hoặc là 1-1 thì đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking sẽ lên ngôi vô địch. Ở trường hợp thứ hai, nếu Việt Nam và Thái Lan kết thúc 90 phút với tỷ số hòa 2 đều thì hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. Lúc này thì sẽ không tính bàn thắng trên sân khách và sau 30 phút hiệp phụ kết thúc với tỷ số hòa thì hai đội sẽ bước vào loạt đá luân lưu. Trường hợp để đội tuyển Việt Nam vô địch thì đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo cần giành chiến thắng hoặc là hòa Thái Lan với tỷ số 3 đều trở lên. Sau đây 3 ngày nữa vào ngày 16 tháng 1, trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 sẽ diễn ra trên sân vận động Thammasat vào lúc 19:30 theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tại trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan thì tỷ số đã kết thúc với kết quả là 2 đều. Ngoài những bàn thắng thì tâm điểm của trận đấu là những pha va chạm giữa cầu thủ của đôi bên. Ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất thì cầu thủ đôi bên đã có tình huống xô sát căng thẳng. Khi đó thì đội tuyển Thái Lan được hưởng quả phạt trực tiếp ngay sát vạch 16m50 và chỉ hơi lệch về phía cánh trái. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cho rằng đội trưởng Quế Ngọc Hải đã chủ động khép tay khi cản phá cú sút cầu thủ của đội khách. Trong khi đó Thái Lan lại cho rằng họ cần được hưởng một quả đá phạt trực tiếp bởi pha chạm bóng bằng tay của Ngọc Hải diễn ra trong khu vực 16m50. Ngay sau đó thì tiền vệ Terathon đã không giữ được bình tĩnh và lao đến bóp cổ Ngọc Hải. Trung vệ bên phía Việt Nam cũng phản ứng lại thủ quân bên phía Thái Lan. Sức nóng càng lên cao khi hàng loạt cầu thủ đội khách cũng lao đến xô sát với Quế Ngọc Hải. Trung vệ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sau đó đã phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài trong tình huống này do va chạm với Terathon. Trong khi đó, số 3 của đội khách lại may mắn thoát thẻ. Quyết định của trọng tài khiến cho cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tỏ ra không hài lòng và kết thúc trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang có một chút bất lợi trước đội tuyển Thái Lan cho khi mà chúng ta kết thúc với tỷ số hòa 2 đều. Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra sau đây 3 ngày nữa trên sân vận động Thammasat vào lúc 19:30 theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 13 tháng 1, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2022 đã đi đến trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Tại lượt đi trên sân Mỹ Đình này thì cả hai đội đã tạo ra một cuộc rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn. Bước vào trận đấu thì cả Việt Nam và Thái Lan đều tung ra những cái tên rất chất lượng. Đội tuyển Việt Nam là những người nhập cuộc tốt hơn với liên tục những pha hãm thành nguy hiểm. Và điều gì đến cũng phải đến. Từ một pha tấn công bên cánh phải thì trung vệ Quế Ngọc Hải bất ngờ dâng cao và có tình huống tạt bóng như đặt dành cho Nguyễn Tiến Linh. Tiền đạo của BKMX Bình Dương đánh đầu dũng mãnh và đem về bàn mở tỷ số cho những chiến binh sao vàng. Kết thúc hiệp 1 thì đội tuyển Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn trước 1-0. Bước sang hiệp 2 thì đội tuyển Thái Lan bất ngờ tràn lên tấn công. Chỉ sau 3 phút của hiệp 2 thì Thái Lan đã có bàn san bằng tỷ số nhờ pha lập công của Poramet. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo dần mất lợi thế và đến phút thứ 63, từ pha chọc khe chuẩn xác của Terathon, tiền đạo Peradon đã có cú dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Thái Lan.
Tưởng chừng trận đấu đã an bài thì tuy nhiên đến phút thứ 88, Vũ Văn Thanh tung ra cú sút căng như kẻ chỉ, đem về bàn sang bằng tỷ số 2 đều, đem về hy vọng cho đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về trên sân Thammasat. Chung cuộc thì kết thúc trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam hòa 2 đều trước Thái Lan. Tại AFF Cup 2022 thì giải đấu năm nay vẫn áp dụng luật bằng thắng trên sân khách, thế nên đội tuyển Thái Lan có lợi thế khá lớn khi có 2 bàn thắng trên sân Mỹ Đình. Sau đây 3 ngày, tức là ngày 16 tháng 1, trận chung kết lượt về của AFF Cup 2022 sẽ diễn ra trên sân vận động Thammasat vào lúc 19:30 theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trước thềm trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan, báo giới Thái Lan đã đưa ra những nhận định về cuộc đại chiến này. Tờ Siam Sport đã kể ra 7 cầu thủ của Việt Nam mà Thái Lan cần phải dè chừng trong cuộc đối đầu đầy duyên nợ này. Theo tờ Siam Sport, 7 cái tên đó bao gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Đặng Văn Lâm và cuối cùng là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Tờ báo của Thái Lan đã đưa ra những nhận xét riêng về khả năng của từng cá nhân này. Tờ Siam Sport cho rằng siêu sao Quang Hải đang không thực sự cho thấy dấu hiệu tích cực đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ số 19 có sự điềm tĩnh và Quang Hải biết cách bùng nổ trong trận chung kết. Về hai cầu thủ trong hàng phòng ngự là Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu, Siam Sport đánh giá đây là hai cầu thủ có lối chơi quyết liệt, cứng rắn và biết cách chơi tiểu xảo. Tờ báo này đã phải dùng từ tài năng để khen ngợi Đoàn Văn Hậu. Tờ báo này nói thêm, bên cạnh việc công thủ toàn diện, cầu thủ 23 tuổi thi đấu rất quyết liệt, sẵn sàng va chạm mà không hề sợ hãi. Siam Sport cũng nhấn mạnh rằng Đoàn Văn Hậu thường xuyên khiêu khích đối phương nhưng chưa bị đuổi khỏi sân một lần nào. Ngoài ra, tại giải đấu này, thủ thành Đặng Văn Lâm đang gây ấn tượng mạnh khi anh chưa để thủng lưới một lần nào trong hành trình Việt Nam tiến tới chung kết. Siam Sport cho rằng Văn Lâm có quyết tâm đặc biệt khi đối đầu Thái Lan để xóa nỗi thất vọng khi sang Thái League 1 khoác áo câu lạc bộ Muang Thong United. Khu vực giữa sân sẽ là nơi nóng nhất của trận đấu, nơi sẽ được đội trưởng Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức đối đầu Nhuy Nhen và Peradon. Tờ Siam Sport nhận định Hoàng Đức có khả năng giữ bóng tốt và sẽ khiến các cầu thủ đối phương chán nản khi cố gắng cướp bóng của anh. Trong khi đó, Hùng Dũng được nhận xét là nhân tố không thể thiếu, anh là mắt xích quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam để gắn kết hàng công và hàng thủ. Trường hợp tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được xem là mối nguy nhất trên hàng công Việt Nam sau cú đúp vào lưới Indonesia ở bán kết lượt về. Ngoài Siam Sport, nhiều tờ báo khác của Thái Lan cũng chỉ ra rằng Thái Lan cần khóa chặt Tiến Linh. Siam Sport nói rằng số 22 là tiền đạo rất chất lượng, anh cũng nhận được nhiều lời khen khi thường xuyên lui về sân nhà để giúp đồng đội triển khai bóng. Và trước sự thấu hiểu đội ngũ của tuyển Việt Nam như trên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đã tính trước một vài thay đổi bất ngờ trong trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với đội Thái Lan vào lúc 19:30 tối ngày 13 tháng 1.